Thưa quý vị, Sài Gòn ngày nay thì năng động với những tòa nhà cao ốc hiện đại hào nhoáng mọc lên ngày càng nhiều. Nhưng bên cạnh cái xô bồ và hối hả ấy, thì đâu đó trong thành phố vẫn còn những khoảng bình yên với những dãy nhà lâu đời nằm nếp mình giữa lòng một Sài Gòn tấp nập. Một trong những công trình tiêu biểu mà chúng tôi muốn giới thiệu đó là ngôi nhà rường 227 tuổi được vua Gia Long xây tặng cho giám mục bà Bá Đa Lộc và xem là ngôi nhà rường cổ nhất thành phố Hồ Chí Minh hiện tại. Thoạt nhìn vào, có lẽ không ai nghĩ ngôi nhà cổ này đã hơn 200 tuổi. Được thiết kế theo lối kiến trúc truyền thống với ba gian, hai cháy, lợp ngói âm dương theo nét đặc trưng của nhà rường Huế. Từ các cột, khung cửa và các khung thờ đều được làm bằng gỗ và chạm trổ hoa văn hết sức tinh xảo. Cái nhà này nó là cổ, tất cả là bằng gỗ và tất cả là khớp mộng hết. Cho nên cái đó là một cái đặc biệt. Cho nên mình tháo ra và ráp lại thì nó ít có vấn đề hơn. Anh thấy những cái, tất cả những cái gọi là ruồi mè rồi tất cả mọi thứ anh thấy là cổ hết và ráp lại. Tôi cố gắng tôi giữ lại cái đó. Ở đây chúng tôi cố gắng hết sức để mà gìn giữ cái gì tiền nhân đã để lại. Bây giờ nó là một trong những cái gì nó độc đáo của thành phố mình. Mặt bằng ngôi nhà có dạng hình chữ nhất. Tuy xây dựng phục vụ cho việc thờ thượng công giáo, nhưng ngôi nhà vẫn được quay về hướng Nam, theo quan điểm dựng nhà truyền thống của người Việt. Chính diện gian giữa là nơi đặt án thờ cầu nguyện. Hầu hết, chi tiết bên trong được giữ nguyên từ hơn 200 năm trước. Cặp liễn gỗ với 8 chữ triện khảm xà cừ này của chính vua Gia Long ban tặng cho giám mục Bá Đa Lộc được đặt trang trọng tại chính điện của ngôi nhà rường cổ. Đây được xem là di vật có giá trị lịch sử và ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với giáo dân nói riêng và người dân nói chung. Cái lễ mà của trong tổng giáo phận chẳng hạn như lễ lớn rồi làm cho những người mà khuyết tật chứ thì hay tổ chức vào đây, rồi những em mà bị HIV chứ giờ là tổ chức riêng cho em một cái lễ tất cả cầu nguyện cho các em. Thì những người họ vào đến đây thì họ rất là hãnh diện, là vì ở trên này là không phải ai cũng vào đây mà để xin lễ được. Thường ở chúng ta thấy có mấy cái nhà cổ thì có lưỡng long chầu nguyệt, nhưng mà ở đây thấy lưỡng long chầu thánh giá. Ở đây anh thấy cái đó là một cái, bởi vì nó là một cái nhà nguyện của đạo Công giáo nha. Còn nếu mà ở đây mà không có thánh giá ở trên, không có cái bàn thờ gọi là bàn thờ thánh gia và các tượng thánh, thì chúng ta có cái cảm tưởng đây là một cái nhà gọi là cho quan hay là cái kiểu nhà giàu ngày xưa đó. Nhưng mà ở đây nó là cái nhà nguyện ạ. Hiện nay, ngôi nhà rường này là nơi tổ chức các thánh lễ, hành lễ của các tín đồ Kitô giáo vào những ngày lễ nguyện và tham quan cho du khách thập phương.